trưa mùng 10 tháng 9 theo giờ địa phương trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức cộng hòa Phần Lan tại thủ đô Helsinki chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ và chủ tịch quốc hội Phần Lan Anu Viviainen đã chứng kiến tổng giám đốc tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT Huỳnh Quang Liêm và giám đốc công nghệ và chiến lược tập đoàn Nokia Nishan Batra ký kết thỏa thuận hợp tác nghiên cứu nâng cấp và phát triển hạ tầng số của VNPT. Hai bên nhất trí tăng cường mối quan hệ hợp tác chiến lược để nâng cấp năng lực mạng đường trục, mạng lõi, phát triển nền tảng 4G, 5G, IoT hiện đại đáp ứng với nhu cầu quan trọng của một hạ tầng số, phục vụ cho chuyển đổi số quốc gia. Lãnh đạo tập đoàn Nokia trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dành thời gian tiếp và cùng với Chủ tịch Quốc hội Phần Lan chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với VNPT, khẳng định Nokia sẽ triển khai thỏa thuận hợp tác này đạt hiệu quả cao nhất và mong muốn hoạt động lâu dài tại Việt Nam trước đó tiếp lãnh đạo tập đoàn nokia chủ tịch quốc hội vương đình huệ hoan nghênh nokia hợp tác đầu tư với vnpt đồng thời nêu rõ hiện nay việt nam đang đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi số phát triển kinh tế số việt nam là thị trường rất tiềm năng từ việc đầu tư vào việt nam nokia có thể tiếp tục đầu tư sang các nước khu vực asean